Phát huy vai trò của từng cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là chỉ đạo của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức ngày 7 tháng 12. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của nghị quyết và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ khối, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan lần thứ 15, kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy về tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở học tập quán triệt các nghị quyết, các cơ quan đơn vị đã trao đổi, thảo luận nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết vào điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò là một trong những kênh thông tin quan trọng nhằm truyền tải nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí mở thêm chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng tuyên truyền nội dung của nghị quyết và việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong nghị quyết đại hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Cũng trong ngày 7 tháng 12, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình dự và chỉ đạo hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai các nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận và thông qua chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các nội dung được quán triệt triển khai tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở, cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt, học tập, triển khai cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp nhân dân qua những hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng và tiến độ.